Hello quý vị và các bạn thân mến, cũng như là nam nữ anh hùng Lương Sơn Bạc thân mến. Thì Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của Tony nha. Thì hôm nay là ngày thứ 5, ngày 9 tháng 7 các bạn. Hiện tại bây giờ là 6 giờ mấy chiều rồi. Tony chuẩn bị ra khỏi tiệm để đi về. Thì trước khi ra khỏi tiệm đi về thì Tony có hai cái thông tin này Tony muốn chia sẻ lại với các bạn để các bạn cập nhật. Và một lần nữa thì Tony xin nhấn mạnh lại, Tony là người chia sẻ thông tin, truyền tải thông tin, các bạn là người có trách nhiệm kiểm chứng và xác thực cái thông tin các bạn nha. Rồi thì nó như thế này nè các bạn, hôm nay trưa ngày hôm nay là ngày 9 tháng 7 á, thì ông Bộ trưởng Tài chính, ông tên là Steven Mnuchin đó, thì ông có gọi một cái cuộc điện thoại với cái người lãnh đạo đa số thượng viện Đảng Cộng hòa, đó là ngài Mitch McConnell. Thì hai người mới đàm thoại với nhau trong một cái tin tức đó các bạn. Thì hai người đàm thoại với nhau để mời đi đến một cái kết quả là có thể sau mười mấy ngày nữa, khi mời tất cả các thượng nghị sĩ trở lại làm việc, thì người ta sẽ đem cái gói cứu trợ lần thứ hai ra, và người ta sẽ mổ xẻ và bàn luận và đi đến một cái kết quả trước ngày 31 tháng 7. Đó là cái thông tin mà Tony cập nhật được. Thì đó, đây cũng là một cái thông tin vui các bạn nhé. Tức là mình nói tóm gọn lại là khoảng cuối tháng 7 này thì cái gói hỗ trợ thứ hai sẽ có kết quả. Đó, rồi là xong một chuyện. Rồi, cái chuyện thứ hai nữa mà Tony muốn chia sẻ với các bạn là cái tiền thất nghiệp. Hiện tại bây giờ thì ngày 25 tháng 7 này, cái tiền thất nghiệp 600 liên bang nó sẽ hết. Thì hiện tại bây giờ Bộ trưởng Tài chính ngài Mnuchin nói như thế này: nếu cái gói hỗ trợ lần thứ hai này mà nó thông qua và bên trong đó nó có hỗ trợ cho tiền thất nghiệp, thì tất cả những người thất nghiệp sẽ lãnh không quá cái tiền lương của mình đi làm. Ví dụ đây, tôi đề xin ví dụ nha. Ví dụ bạn làm W2 đi ha, rồi bạn đi làm, rồi bạn lãnh 500 một tuần, mình nói cho nó dễ hiểu là 500 một tuần đi, thì sau tháng 7 này bạn vẫn còn thất nghiệp đúng không? Bạn vẫn còn thất nghiệp thì cái chuyện dĩ nhiên là bạn biết rồi, là không có cái chuyện mà 600 đô la nữa đâu. Tức là Bộ trưởng Tài chính nói là mình sẽ không bao giờ lãnh tiền thất nghiệp mà hơn cái tiền lương mình đi làm nữa đâu. Đó là như vậy đó các bạn. Ý của Tony nói như vậy không biết các bạn có hiểu kịp hay không. Tức là ví dụ bạn lãnh 500 đô la một tuần, thì sau cái tháng 7 này thì dĩ nhiên bạn lãnh có thể là 500 hoặc là ít hơn thôi, chứ không có thể nào mà giống như hiện tại bây giờ. Thì Tony ví dụ hiện tại bây giờ nha, ví dụ một người đi làm 1099 đi, hoặc là đi làm W2 đi, lãnh 500 đô la một tuần, mà hiện tại bây giờ thì các bạn không, cái tiền thất nghiệp nó còn cao hơn gấp đôi cái tiền lương đi làm. Là tại sao? Tại vì nhờ có cái 600 đô la của liên bang đó các bạn, cộng với cái tiền của tiểu bang, tổng cộng lại là thành 700, 800, 900 gì đó. Nó tóm lại Tony cũng không có rành có con số bao nhiêu, nhưng mà có thể là hơn cái số tiền lương của một người đi làm 500 đô la một tuần, đúng không các bạn? Đó, thì cái chuyện này nó sẽ không xảy ra nữa. Đó là từ cái ông Bộ trưởng Tài chính đã nói hồi trưa ngày hôm nay trên cái đài tin tức, đó là CNBC. Đó, ông đã phát biểu như vậy với một cái phóng viên. Ông nói là nếu thật sự mà cái gói hỗ trợ thứ hai này nó có thông qua và bên trong nó có kèm theo cái hỗ trợ tiền thất nghiệp á, thì không thể nào quá cái mức lương bạn đi làm. Đó, thành ra ví dụ nha, sau khi cái tháng 7 này thì mỗi một người lãnh tiền thất nghiệp có thể tùy theo cái mức lương của các bạn. Ví dụ bạn làm lương cao thì bạn lãnh tiền thất nghiệp có thể hơi cao cao, bạn làm lương thấp thì bạn lãnh tiền thất nghiệp thấp, nếu bạn vẫn còn trong tình trạng thất nghiệp. Đó, nếu bạn chưa tìm ra việc làm. Rồi, đó là cái tin tức thứ hai mà Tony muốn chia sẻ lại với các bạn. Rồi, đây là bây giờ tới tin tức thứ ba này mà mọi người đang mong đợi. Vậy thì ai sẽ là người đủ điều kiện để nhận được cái gói hỗ trợ lần thứ hai này? Ai sẽ là người đủ điều kiện để nhận được 1.200 đô la lần thứ hai này? Đó, thì đây là hiện tại bây giờ có rất là nhiều cái bàn tán xôn xao các bạn nhé. Có rất là nhiều cái bàn tán xôn xao. Thì các bạn biết hồi tháng 5 thì cái hạ viện phía Đảng Dân Chủ đã đưa ra một cái gói hỗ trợ này. Thì bên trong cái gói hỗ trợ này thì nó có cái chuyện là 1.200 đô la đến tay người dân nữa lần thứ hai. Và kỳ này thì kể cả luôn trẻ em cũng như là những người mà dependent. Đó, thì đó là phía Đảng Dân Chủ đưa ra các bạn nha. Và bây giờ thì nó đang nằm ở Thượng viện và chưa được xét duyệt cho đến cuối tháng này. Vậy thì hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều tin đồn đoán là 75.000 đô la cho đến 99.000 là cá nhân. Còn nếu mà gia đình á, thì khoảng 150.000
cho đến 190 mấy ngàn đó, là gia đình, là tức là vợ chồng đó các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì lãnh đạo đa số khối thượng viện, ông Mitch McConnell, thì ông nói là nếu thật sự mà cái gói hỗ trợ thứ hai này mà nó có thông qua đó thì không quá 1.000 tỷ đô la đó. Và hiện tại bây giờ thì người ta đang nhắm tới cái tầm đó các bạn, cái tầm là như thế này. Ngài Mitch McConnell đang ngắm tới cái tầm mà những người mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cái đại dịch này, đó là những người mà 40.000 đô la hàng năm trở ngược xuống chứ không có trở ngược lên các bạn, tức là những ai mà có income khoảng 40.000 đô la một năm cho cá nhân đó, đổ ngược xuống là những người mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và ngài ấy nói là đó là những người mà làm trong cái ngành mà coi như là bệnh viện, hoặc là những người mà làm trong khách sạn rồi đó các bạn, đó là những người mà bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nặng nề nhất đó. Thành ra hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều nghi vấn là vậy thì nếu cái gói hỗ trợ thứ hai này mà nó thông qua đó, thì 1.200 đô la sẽ dành cho những người 40.000 đổ xuống, có phải như vậy không? Thì hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều câu hỏi đang đặt như thế đó, và những cái thông tin kèm theo á thì có thể là như vậy các bạn nhé, có thể là như vậy, nhưng mà mình không biết được cho đến cái lúc cuối cùng. Cho đến cái lúc cuối cùng mà khi mà hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa người ta thỏa thuận lại với nhau, người ta thống nhất lại với nhau, và ngày Tổng thống đặt bút ký, thì lúc đó mới là cái con số chính xác 100%. Chứ còn hiện tại bây giờ thì đang có những cái nghi vấn các bạn, là tại vì có những cái thông tin đưa ra từ phía đảng Cộng Hòa là khoảng 40.000 đô la thì mới đủ điều kiện, tức là đó là những người đủ điều kiện để nhận 1.200 cái check lần thứ hai đó các bạn nhé. Thì đó là ba cái thông tin mà Tony chia sẻ với các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và có nhiều bạn hỏi thì vậy thì vợ chồng thì sẽ như thế nào, thì Tony suy nghĩ là như thế này nè các bạn. Thì cái hồi đợt một thì 75.000, thì vợ chồng thì người ta tính lên gấp đôi là 150, đúng không? Thì kỳ này nếu thật sự mỗi cá nhân mà 40.000 đô la để nhận cái check 1.200 á, thì vợ chồng thì chắc cũng phải khoảng 80.000 hoặc là 100.000. Thì Tony suy nghĩ là như vậy thôi, tức là mình nhân lên gấp đôi các bạn, không? Tại vì ngày ấy nói là mỗi một cá nhân khoảng 40.000 đô la hoặc là đổ xuống. Thì vậy thì nếu mà một cặp vợ chồng khai thế chung với nhau thì khoảng 80.000 các bạn nhé. Đó là theo cái sự suy đoán của Tony. Chứ cái thông tin thì bây giờ người ta đang nói về cái cá nhân 40.000 đô la đổ xuống thôi, chứ người ta chưa có nói cặp vợ chồng. Đó là như vậy. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi đến một cái kết luận trong cái video này là như thế này. Nếu thật sự sau tháng 7 mà bạn vẫn chưa tìm được việc làm, bạn vẫn còn thất nghiệp, thì có thể bạn lãnh lương, lãnh tiền thất nghiệp á, bằng cái lương bạn đi làm hoặc thấp hơn thôi, chứ không thể nào cao hơn cái lương bạn đi làm. Đó là lời của ngài Bộ trưởng Tài chính Nutin. Rồi, đó là điều thứ nhất. Rồi, điều thứ hai thì có thể 40.000 đô la mỗi cá nhân hoặc thấp hơn là người sẽ đủ điều kiện để nhận 1.200 đô la lần thứ hai này. Đó là điều thứ hai. Rồi, nó tóm lại là đó là những cái gì mà Tony cập nhật được trong cái buổi chiều ngày hôm nay, là chiều thứ năm ngày 9 tháng 7. Thì một lần nữa, nếu mà các bạn thấy cái thông tin này nó hữu ích thì các bạn bấm nút share để mọi người Việt của chúng ta cập nhật được những cái thông tin càng sớm càng tốt các bạn nha. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó như thế này nè các bạn, cái gói hỗ trợ lần thứ hai này thì cái thông tin nó thay đổi hàng ngày hàng giờ các bạn, cho nên hiện tại bây giờ thì mình đang nói như thế này, nhưng mà có thể qua ngày mai nó đã chuyển qua cái khác rồi. Tức là thông tin nó thay đổi hàng ngày hàng giờ các bạn nhé, cho đến khi nào ngài Tổng thống Trump đặt bút ký lên cái giấy và nó trở thành cái đạo luật, thì lúc đó nó mới là không bao giờ thay đổi nữa. Chứ còn hiện tại bây giờ toàn là những cái dự luật, những cái đề xuất, cho nên nó có thể thay đổi hàng ngày hàng giờ các bạn. Thì các bạn biết rồi, toàn là những cái đề xuất cho nên nó có thể thay đổi bất cứ giờ phút nào, và nó sẽ không thay đổi khi mà nó trở thành cái đạo luật, đúng không các bạn? Đúng không? Khi mà được ngài Tổng thống Trump đặt bút ký thì nó sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Rồi, thì Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video này, và cũng như một lần nữa thì Tony chúc tất cả mọi người một ngày an lành, hạnh phúc nha. And nếu các bạn thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like để mọi người cùng biết. Bên cạnh đó thì bạn nào là người mới vào kênh của Tony thì đừng quên bấm nút đăng ký và bấm nút bấm cái chuông để nhận được những cái thông tin mới nhất các bạn nhé. Rồi, and see you in the next video. Have a good night. Bye bye.